Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh ô tô 360. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 chúng em xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda 3. Đây là bản Mazda 3 sedan mà chúng em vừa mới mua được. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đăng ký năm 2016. Tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã chạy được 3 vạn km, 35.000 km đấy ạ. Chiếc xe còn rất đẹp và nguyên bản. Mời quý vị và các bạn cùng xem chi tiết về chiếc xe. Quý vị và các bạn cũng đã biết Trường Hải vừa công bố giá xe Mazda 3 mới nhất. Tại thời điểm lúc này, chiếc xe Mazda 3 bản cao cấp nhất có giá hơn 900 triệu chưa đăng ký. Nếu quý vị và các bạn đăng ký xong thì chiếc xe Mazda của quý vị và các bạn đã có giá là trên 1 tỷ đồng. Vậy, những chiếc xe cũ như chiếc xe này giá hơn 500 triệu, quý vị và các bạn có mua không ạ? Với giá hơn 500 triệu để sở hữu chiếc xe Mazda 3 đẹp như thế này thì quá hợp lý. Nhìn về mặt tổng thể thì chiếc xe còn rất là mới, kể cả từ ngoại thất cho đến nội thất, tất cả còn đều nguyên bản và rất đẹp. Máy móc nguyên bản, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên zin. Chủ xe sử dụng rất là ít và giữ gìn cẩn thận cho nên chiếc xe còn rất là đẹp. Bốn lốp còn zin theo xe. Lớp sơ cua chưa hạ. Quý vị hãy đăng ký kênh để được đón nhận các clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy gọi theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Về chất lượng thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Tại vì chiếc xe này chúng tôi chưa phải làm cái gì cả. Chúng tôi mua được chiếc xe này về, chúng tôi chỉ việc rửa xe đi thôi chứ còn không cần phải dọn dẹp gì mà chiếc xe đã đẹp như thế này rồi. Máy móc tất cả còn nguyên bản và rất mộc mạc vì chúng tôi không dọn máy. Máy còn nguyên bản từ nhà chủ xe như thế nào thì chúng tôi đem về y nguyên như thế vậy. Và kể cả phần đánh bóng, đáng nhẽ những chiếc xe khác chúng tôi về chúng tôi phải đánh bóng, nhưng chiếc xe này rất đẹp cho nên chúng tôi còn không cần phải đánh bóng mà nó đã mới, đã đẹp như thế này rồi. Quý vị nếu chưa yên tâm có thể đem vào hãng Mazda check, hoặc có thể đem qua gara nào quen biết check hộ chiếc xe này. Chúng tôi rất tự tin về chất lượng của chiếc xe này. Nếu quý vị và các bạn quan tâm sâu sắc đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy để lại số điện thoại của mình dưới phần bình luận, hoặc quý vị có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn, hoặc chúng tôi có thể gửi hình ảnh đến Zalo trực tiếp cho quý vị và các bạn, hình ảnh của xe và hình ảnh chi tiết cụ thể giấy tờ đăng ký xe, đăng kiểm xe để quý vị và các bạn check. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe Mazda 3 như thế này thì mời quý vị và các bạn hãy qua 16 Tố Hữu để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Tôi đảm bảo quý vị và các bạn đến xem xe thì sẽ không mất công một tí nào đâu ạ. Tại vì chiếc xe này nó rất đẹp, xem cái là thích ngay, không có điểm gì để chê nó đâu ạ.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.